ti amo, love me, love me. Itzy amo, itzy amo, itzy amo, love it. Chị nói cho gà luôn. Chị nổi cho gà luôn. Hai đứa nói chị nổi cho gà. Là ôi con trai em phải chụp lại. Nói cho gà này luôn trời. Ừ chị nổi cho gà. Sao em không bị nói chị nổi. Sợ mau. Em sợ mau. Không mở. Mà ở nhà cũng không có cái nhà nữa. Nó càng ngày nó càng nhanh hơn. Nó càng ngày nó bỏ nhiều hơn. Xin chào tất cả mọi người. Chúng mình là Ohio. Mình là Kaka. Mình là Anna. Mình là Nip 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 Nip. Theo như yêu cầu các bạn thì ngày hôm nay mình đã mời Anna vào reaction chung clip rồi. Còn reaction cái gì thì đố hai người biết. Reaction gì ta, em tò mò quá à. Trời ơi, làm sao mà tụi nó biết được. Mình rủ tụi nó vào đây reaction, nó có biết reaction gì đâu. Ngày hôm nay tụi mình sẽ reaction phim ma. Trời ơi, em thích. Em sợ ma không? Sợ trước. Mà em sợ người nữa. Chị cũng sợ ma nhưng mà chị rất tò mò về tâm linh. Nên là những cái phim ma hay là chuyện ma nè, phim ma chiếu rạp các thứ đều trải nghiệm qua hết. Nên ngày hôm nay thì chị đổ hai đứa reaction trong phim ma Cúng Cô Hồn của anh Hình Lập. Em thì làm... em cũng tin vô tâm linh nha. Chị tin. Em cũng tin tại vì em cũng đã đúng kiểu cũng đã từng chứng kiến được nhiều việc, nhiều cái sự kiện tâm linh trong cuộc sống mình đúng không? Chị cũng vậy, chị thấy rồi. Nhưng mà thấy như thế nào thì không kể đâu. Bây giờ tụi mình coi phim. Rồi bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu vô coi phim luôn nha. Bắt đầu. Chị lúc luôn luôn thích những bộ phim, thích những cái phim ngắn, phim chỉ là phim dài tập của mình, là tất cả chị đều thích. Có chị mê cực kỳ luôn. Không thể, Dũng cậu không thể bỏ lỡ một giây phút nào. Coi đi 2-3 lần nữa. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Kể Chuyện Ma Một Nén Nhang của Quỳnh Lập. Nghe cái tên chương trình là tất cả mọi người cũng đã hình dung được là Lập sẽ kể chuyện ma trong vòng một nén nhang. Tất cả mọi người cũng thấy đó, cái thời buổi bây giờ mọi người cần phải ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Ở nhà thì lại rất là có nhu cầu để mà được giải trí. Đó là một trong những lý do Lập làm chương trình này. Mọi người rất tò mò về tâm linh, rất tò mò về chuyện ma. Và Lập đã đi nghiên cứu nè, đi sưu tầm nè, để mà ngày hôm nay Lập ngồi đây, Lập kể cho tất cả các bạn nghe những câu chuyện ma mà nó mang đậm màu sắc văn hóa của Việt Nam. Và bây giờ Lập sẽ kể chuyện ma trong vòng một nén nhang. Chúng ta sẽ không kể bằng cái nén nhang này đâu, tại vì nó dài, đốt nén nhang lên, nó rủi hết nén nhang này, chắc phải tầm chừng tiếng rủi, không có nào mà nói chuyện tiếng rủi được, không có đủ sức. Nên thôi, Lập quyết định sẽ đốt và kể chuyện trong vòng nén nhang này. Từ 15 đến 20 phút một nén nhang nhỏ giống như vậy. Và hy vọng mọi người sẽ có được nhiều cung bậc cảm xúc trong những câu chuyện ma đầy kịch tính, bí ẩn và hấp dẫn của Quỳnh Lập. Bây giờ Lập đốt nha. À không, ấy là Lập chưa kể mà. Bây giờ cắm nhang vô mới kể. Mình bắt đầu kể. Từ đó tới giờ mọi người có nghe hay. Bình thường á là hồi nhỏ chị hay đi chùa lắm. Thì khi nào mình đọc kinh, mình cúng kiến thì mình mới gọi chuông được không? Cái này mình cũng thắc mắc, mình không rành. Để sao là mình đọc cô hồn. Cô hồn là một trong những cái hình ảnh tâm linh rất là quen thuộc đối với người Việt Nam của chúng ta. Và cô hồn là một trong những cái hồn ma coi như là nó rất là nhiều ở ngoài đường, ngoài xa. Mà cúng cô hồn là một trong những cái tập tục của người Việt Nam, mà nó được tổ chức tại gia ở mùng 2 hoặc là mùng 16 âm lịch mỗi tháng. Và nó được tổ chức lớn, thiệt là lớn luôn vào tháng 7. Mà người ta hay gọi là tháng 7 cô hồn đó các bạn, là bởi vì cái tháng đó là cửa địa ngục sẽ mở. Mà cửa địa ngục mở ra rồi là rất là nhiều những cái vong hồn từ cái địa ngục họ tràn về cái dân gian này. Và ngày hôm nay Lập sẽ mở màn tập đầu tiên của một nén nhang về câu chuyện cúng cô hồn. Tại sao gọi là cô hồn? Cô hồn là những linh hồn dứt gia dứt dưỡng. Khi mà họ chết rồi đó, họ không có nơi nương tựa, mà ở nhà cũng không có cúng kiến, có nghĩa là không có người thân để tưởng niệm họ. Mà ở nhà cũng không có cúng kiến để thắp nhang cho họ, hoặc là cúng những gì họ cần. Cho
cho nên họ cứ vất vưởng ở ngoài đường, ngoài xá. Nếu như họ không có nhà hậu về thì họ sẽ phải ký gửi vào trong những cái gì đó ở ngoài đường có một câu giống như vậy nói về cô hồn, hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nuôi ngọn suối chân mây, hoặc là bãi cỏ bóng cây, hoặc là quán ngọ cầu này bơ vơ, hoặc là lưu thần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong khoảng đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc dùng lao tre. Chỉ cần những câu thơ như vậy thôi có thể thấy rằng ta khắp nơi xung quanh ở ngoài đường ngoài xá đều có những cô hồn, đều có những vong linh. Cho nên mình đi đâu đi, mình nói chuyện đừng bao giờ tụng chạm để xúc phạm đến những người khuất mặt khuất mày. Dạ đó. Nói tới cái giai đoạn mà đừng bao giờ đụng chạm tới người khuất mặt khuất mày là sao? Nãy vừa nói rồi. Đừng bao giờ đụng chạm. Chúng kiểu cũng đừng bao giờ, em nghĩ cũng đừng bao giờ mà gọi tên người ta cũng vô cửa. Ừ. Nhưng thường em nghe cũng có biết sơ sơ, chúng kiểu là mình đi qua những cái nhà mà mình nhìn vào mà thấy ảnh hưởng người ta, mình cũng cũng không nên là khén nữa. Ừ. Chứ cũng gì là mình nói về những xúc phạm. Tự nhiên mình nói nhớ luôn á. Họ cũng hay có tật lúc mà cái nhà đi ngang qua nhà mà có người mất cũng hay dòm cho mình thôi. Ờ dù không hiểu biết sao á. Không, tại vì đi ngang qua nhà đó có nhà mà từng có vụ án á. Ừ. Nhưng mà mình nhưng mà dòm á thì dòm thôi, mình đừng nói gì thôi. Đúng rồi, Dũng kiểu thì mới nói trời ơi đẹp rồi mà mất sợ hoặc là đẹp trai ha. Ủa theo là tùy cái vong linh đó người ta như thế nào, người ta có theo mình hay không. Ví dụ như người ta là một cái vong linh mà một người mà thiếu tình cảm á, đúng không, thì người ta sẽ mình mà khi người ta đẹp á là người ta sẽ tưởng mình thích họ. Chị nói cho gà luôn. Ừ, chị nổi cho em đi. Hai đứa nói chị nổi cho gà là ôi trái phải chụp lại. Nói cho gà này luôn trời. Ừ chị nổi cho gà, mà sao em đâu nghe nói chị nổi cho gà đúng không, thương thương gọi Dũng kiểu là giống như là khi mà mình người ta thiếu hụt tình cảm trong cái lúc mà mình còn sống á, thì mình vô tình lúc ta chết cảnh rồi người ta vậy mà mình lại đi mình khen thì người ta sẽ theo mình, tưởng là mình có tình cảm với người ta á, sẽ theo như kiểu là yêu đương cặp đôi vậy á đó. Còn nếu như mình xúc phạm người ta thì chắc chắn người ta không ta giờ tha thứ cho mình còn dù em ngoài đường hay đâu vậy, ở đâu cũng có. Còn em thì có một lần em đi trên đường nè, khi mà mới là về trễ á, cái có một chị nói với em là đi ngang qua được những đoạn đường vắng á thì đừng, nói chung là không nói gì, không nói gì hết, chỉ chạy vậy thôi chứ đừng nói là trời ơi sợ quá hay là đừng trời ơi sợ quá nhìn đây ghê quá hay là đừng ai theo mình nha, đừng nói vậy. Nếu mình nói vậy hay nghĩ trong trong lòng vậy là sẽ có. Đúng rồi. Đừng nói gì hết. Ôi, bữa em đi qua địa điểm em kiểu sợ quá à, đúng rồi. Cũng không đến hạ, không có bực tội, cũng đừng đáng đi qua đường mình cũng không đến hạ hay là kiểu tên nhau. Hoặc là có một cái nữa là mình phải đi những đoạn đường vắng là mình phải giữ tinh thần, giống như mà ai mà đi một mình mà còn đường vắng hay gì á mà lúc đó mình đang buồn đi, những người mà đang bị dễ buồn bị á, là dễ bị người ta nhà nhà bị yếu, bị dịnh á, bị dịnh, bị dựa hay bị dịnh gì đó. Cũng là một trong những lý do mà những cái nhà mình cần phải cúng cô hồn là như vậy. Cúng cô hồn để chi? Một hình thức làm từ thiện cho người thân. Họ tề tụ về, họ nhận được những cái lễ vật mà người dương cúng cho họ đó, họ nhận được cái đó thì họ sẽ cho mình những cái khác. Ví dụ như là cho mình cái sự may mắn nè, mua may bán đắt nè, hoặc là những cái trực giác nho nhỏ trong cuộc sống để mình có thể vượt qua những cái biến cố nào đó. Và ngày hôm nay Lập sẽ kể về một câu chuyện nói về gia đình có một cái truyền thống cúng cô hồn rất là chỉnh chu, rất là đàng hoàng tử tế. Và cái người lo cái việc cúng này đó chính là bà nội. Bà nội là người già mà người già lại rất là kỹ về vấn đề cúng kiến các bạn. Mà cứ mỗi mùng 2 hoặc là mùng 16 âm lịch là bà nội đem bài vị ra cúng kiến tất cả mọi thứ. Cho nên cái gia đình này lúc nào cũng suôn sẻ, cũng hanh thông trong sự nghiệp, rồi gia đình hòa thuận ấm no hạnh phúc. Và gia đình này có 4 người, bà nội, hai vợ chồng và một đứa con. Thì cái gia đình này bắt đầu có những cái vấn đề sau khi bà nội qua đời. Lúc mà bà nội qua đời thì tự nhiên thằng con trai nó không còn mà chí thú làm ăn nữa, mà nó bắt đầu nó ăn chơi chát tán nè, nó nhậu nhẹt nè. Rồi cái con vợ là con dâu trong nhà đó thì bình thường là những người ngoan hiền thì bây giờ không có sự kiểm soát của mẹ chồng nữa, cứ chửi bới, cứ bệ rạc ra, cứ kiếm chuyện với hàng xóm láng giềng. Rồi thằng cháu thì bắt đầu nó ngủ nghịch, nó quậy phá, nó cứ đi chọc làng chọc xóm như vậy. Cho nên là tất cả mọi người trong xóm coi cái gia đình này nó là một cái thành phần gia đình bất hảo gì đó, người ta không có thích.
và ngày hôm nay là mùng 2 âm lịch. Cứ như truyền thống của gia đình này từ trước tới bây giờ là cúng cô hồn. Thay vì bà nội cúng thì bây giờ cô vợ đứng ra cúng. Thì cái bà vợ này bà bày ra một cái mâm, và trên cái mâm đó dọn dẹn là ba chén nước, nhang, rồi muối, gạo. Và xong rồi đó, coi như không có cái gì nữa hết. Nhưng mà lập thông tin với tất cả mọi người nha, để có một cái bàn cúng cô hồn á, nó có nhiều thứ lắm, gồm có 12 chén cháo quả để nguội, nó tượng trưng cho 12 con giáp. Thì những cái người mà họ chết, họ chết đúng cái tuổi nào của họ thì họ đến họ ăn đúng cái chén tương xứng với cái tuổi đó của họ. Và mâm tiếp theo đó chính là bánh kẹo nho nhỏ để cúng cho Dông Nhi. Bên cạnh đó chúng ta cần phải có tiền vàng mã, hay còn gọi là tiền âm phủ, và quần áo giấy, để mà sau khi cúng xong chúng ta có thể đốt cái đó cho người âm. Nhưng mà hiện tại việc đốt vàng mã cũng như là quần áo giấy đang được hạn chế, là bởi vì mục đích bảo vệ môi trường. Rồi quan trọng nhất là cái này, muối gạo. Gạo là mình mời cô hồn tới ăn, còn muối có tính kỵ vong, cho nên mới có cái tập tục là sau khi mình cúng cô hồn mình lấy muối gạo mình rắc ra ngoài đường, mình gãi gạo trước, sau đó mình phúng muối ra sau, để mà khi mà mình mời người ta tới ăn gạo rồi là lấy muối mình tiễn người ta đi luôn, tránh trường hợp người ta ăn cái mâm cô hồn xong cô hồn nó ở trong nhà mình luôn. Còn cô vợ thì cứ sơ sài những cái rất là bình thường và tầm thường thôi, bày ra xong ở đó, đốt nén nhang, cắm cái kịch, rồi vô trong cái phòng khách mở phim ma lên coi, rồi ngồi vừa ăn cái này ăn cái kia ra coi, rất là chỉnh chệ và hoàn toàn không có một cái gì đó gọi là sự thành tâm trong cái việc cúng cô hồn. Trong quá trình mà bà coi phim thì ở ngoài sân với cái mâm cúng có thằng con trai nhỏ bà đang chơi cò cò ngoài đó đó, nó cứ chơi, nó cứ nhảy qua nhảy lại, nó chơi như vậy. Mà nó nhảy cò cò mình không nói nha, nó nhảy qua luôn cái mâm mà người ta đang cúng, nó nhảy qua cái lễ vật mà những cô hồn họ đang ăn luôn. Thì lúc mà nó đang nhảy qua nhảy lại như vậy, tưởng đâu bình thường, ai về đâu, nó té. Không ai xô mà nó té. Nó té xong nó mới khóc. Cái bà mẹ ở trong chửi chổng ra, cái gì đó, cái gì mà la ung sùm mà khóc hoài vậy. Cái đứa nít nó xô con mẹ ơi, nó xô con, nó xô con. Rồi bà mẹ, tại mày đừng có chơi với nó nữa, mày chơi nó xô mày hoài đó, nghỉ chơi đi. Mà bà mẹ bắt đầu có biết rằng là nãy giờ thằng nhỏ nó chơi có một mình mà. Nó đâu có chơi với bất kỳ đứa hàng xóm nào đâu. Thấy ghê. Rồi sau đó bà mẹ coi như là sống chết mặt tay, không có quan tâm gì tới đứa nhỏ, bỏ đó, đi vô trong toilet gội đầu. Nha, gội điện không? Thì trong quá trình mà bà vợ gội đầu á, là chỉ cho tất cả các bạn một cái này. Nếu như mà chúng ta cúng cho bề trên, ví dụ đi thần linh này nha, tiên này, mà cúng cho Phật đó nha, là chúng ta sẽ thấy cái nhang á, cái khấu nó bay lên, nó sẽ bay lên trên luôn á, như là cho bề trên người ta hưởng á. Còn nếu như mà mọi người mà thắp nhang cúng cho cô hồn ngoài đường á, mọi người sẽ thấy nhang khói nó sẽ nà xuống đó, nó sẽ bay, nó tà, nó cứ tụt, nó bay dưới đất như này. Nếu như mà mọi người cúng, mọi người để ý, mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt giữa cúng nhang cho bề trên và cúng nhang cho cô hồn khuất mặt khuất mày. Còn cái nhang này thì nó cứ ngang ngang thôi, không biết là ở đây có cái gì hay không, nó ngang ngang thôi. Cái này á, hồi lập nói là chị mới biết, coi clip này chị mới biết là cái hướng nhang nó có sự phân biệt. Là mà nhưng mà chị để ý là mỗi lần cúng cô hồn thì nhang đi là xuống thiệt. Mà còn mà mình thắp nhang ở trong nhà, thắp nhang cho ông bà tổ tiên, thắp nhang cho Phật á, thì nhang nó đi lên, hương nó đi lên xong rẽ lên mình. Thì em thắp hương cho gì em ấy, những kiểu là bò một dạng cớm nặng hồi á, mà kỳ hới một cái cớm hẳn vuốt lên thẳng, đúng không chị? Thì cũng là cái kỳ khỏi của cớm á, nó hẳn thẳng lên đấy nè. Thấy đẹp, rất là đẹp. Em thì chỉ nghe là cái tàn nhang thôi, như kiểu tàn nhang mà có những loại nhang hay là sao á, nó không chịu rớt xuống mà nó quấn nhìn. Có nghĩa là mình cầu cái gì là đang được chứng á. À, biết chưa? Chứ không nghe gì khói. Giờ mới biết chứ. Đúng rồi á, em cũng thân thấy cái hướng mà còn như anh nói.